Ta-da! Trên tay mình là một tờ giấy rất đặc biệt, đó là tờ Fact Sheet Unleash the Power Within. Đây là một cái chương trình mình đã chờ đợi rất là lâu, có tên là Unleash the Power Within. Như mình vừa đọc, Unleash là giải phóng cái sức mạnh tiềm ẩn ở bên trong bạn. Đây là một chương trình thuộc dạng Motivational Personal Development, một dạng phát triển cá nhân. Thì các thông tin chi tiết bằng tiếng Anh như này, đây là cái chương trình tiếng Anh thực tế mình muốn truyền đạt với các bạn, để thông qua đó các bạn có thể làm quen với tiếng Anh thực tế. Thì đây là một cái mục đích tối quan trọng khi việc học tiếng Anh, đó là mình có thể sử dụng được trong công việc, học tập cũng như làm việc. Thì dành riêng chương trình tiếng Anh, dành riêng cho những người mà ham học, ham đọc và phát triển bản thân như mình. Đầu tiên khi mà đăng ký chương trình này, bạn phải thanh toán qua thẻ Visa, rất nhiều thủ tục đăng ký, rồi họ gửi thông tin về kích hoạt chương trình. Nó là nhiều, nhưng chúng ta cũng thực ra thì cũng chỉ có những công việc căn bản như thế. Nó sẽ khá là khó khăn và nhiều và lạ lẫm đối với những người mà không được thông thạo tiếng ngôn ngữ. Thì mình làm cái video này mong hy vọng chia sẻ và giúp ích cho các bạn có nhu cầu hay đi học ở nước ngoài. Đó, thì đầu tiên là mình sẽ diễn giải cái thông tin chính trong một cái tờ fact sheet. Ở đây là cái tờ sự thật về cái chương trình 10.000 người này. Đầu tiên là thông tin diễn ra ở Miami vào tháng 11, November là tháng 11. Ngày thì nó sẽ viết ngược lại so với tiếng Việt đúng không? Không phải là ngày sẽ viết trước, thì ở đây họ viết sau, thì mình hiểu rằng là từ ngày 7 tháng 10 trong tháng 11 năm 2019. Rồi registration là cái đăng ký khi mà bạn đến, không phải đến một cái là bạn được học được luôn, mà bởi vì sự kiện 10.000 người như thế rất là đông, mình có thể đứng hàng dài chờ để check in được, nên mình đến trong cái khung giờ người ta hướng dẫn ở đây, Wednesday, Thursday. Thì bạn chú ý các thứ thời gian biểu người ta đưa ra ở đây. Các cái hạng mình sẽ đi từ các hạng mục đen đậm, chú ý từng hạng mục xem mình quan tâm đến thông tin nào mình sẽ đi trước. Đầu tiên trong cái đơn này có registration là mục đăng ký, tiếp theo là event schedule là cái lịch trình sự kiện nó diễn ra từ ngày nào đến ngày nào, từ mấy giờ đến mấy giờ. Event location là địa điểm diễn ra. Thì cái việc này rất là quan trọng, mình check cái địa điểm này để mình thuê một cái căn hộ cùng với 70 người nữa, chia sẻ một căn hộ 4 sao ở trong đó. Thì mình check ra là nó cách bao nhiêu dặm ấy. Thì cái liệt kê đây này, thay vì đơn vị tính km như ở Việt Nam thì người ta sẽ tính bằng miles. Thì người tiếp theo cái mục airports là sân bay, người ta cũng ước lượng cho mình là từ bao nhiêu sân bay đến cái arena là cái địa điểm học thì nó cách xa bao nhiêu, tới cái khu vực học arena. Tiếp theo là mình có mục attire. Attire là liên quan đến dress, your clothes, quần áo của bạn, trang phục của bạn. Tiếp theo là hạng mục food là thức ăn, đồ ăn. Cái này rất quan trọng nhá, bởi vì bạn hình dung là 10.000 người mà nó có những cái cây đồ ăn ấy, đến giờ trưa mình có thể mua những cái snacks hay là những cái fresh meal, những cái bữa ăn lành mạnh, hoặc là có thể là Uber food, tức là người ta gọi một cái dịch vụ Uber đi tới cái chỗ địa điểm, người ta ship, người ta gọi đồ hàng, gọi đồ ăn từ nhà hàng và ship đến tận nơi cho mọi người đấy. Nhưng tất nhiên là giờ cao điểm 10.000 người cùng order một lúc, cùng gọi một lúc thì nó sẽ rất là lâu và nhiều khi là tắc nghẽn, không có kể cả phương tiện đi lại, taxi cũng thế, nên là mình nên chủ động. Thì người ta cũng liệt kê sẵn ở đây cho mình, ví dụ này là special diet items. Diet nghĩa là ăn kiêng đúng không? Diet đây có nghĩa là bữa ăn thôi, những cái đồ ăn đặc biệt vì mục đích medical purposes là mục đích y tế, hoặc là baby formula food, những cái đồ ăn dành riêng chuyên dụng dành cho em bé. Thì ở khu vực này prohibits thì mình cần phải biết cái động từ này là cấm những cái outside food, đồ ăn bên ngoài, và beverage bằng với drinks là những cái loại đồ uống ấy. Thì các guest chính là những người như mình, là những khách khứa đến, những người đi học, thì không được mang, chỉ nên mang những cái bottled water là mang những cái chai nước đóng chai, mang đến một cái mức là moderation là vừa phải, những cái glass jars, những lọ chai lọ nước bằng thủy tinh hoặc là bottles thì bị cấm, bằng chai nhựa thì bị cấm. Và khách chỉ cần mang một bottle of water,
một chai nước duy nhất và one prepackaged snack each day. Và chỉ mang được một đồ ăn, một cái snack đính kèm thôi. Prohibited items, những cái vật dụng bị cấm. Cái chi tiết này rất là cần phải chú ý. Ví dụ như cái túi, người ta chỉ yêu cầu là bag larger than 14 inch. Đấy thì là những cái túi mà nó quá cái kích cỡ là 14 inch nhân với 14 nhân với 6 theo tính theo đơn vị inch. Thì mình đi nước ngoài nhiều lần mình cũng biết đơn vị inch rồi, tức là nó không giống cái đơn vị mét và decimeter như ở mình hay dùng. Thế là mình phải lấy máy tính ra, mình ước lượng, mình đổi ra quy ước là 35 cm nhân với 35 cm nhân với khoảng chiều rộng là 15 nếu mình nhớ không nhầm. Thế là mình phải tìm một cái túi ở trên mạng. Hôm nào mình lấy được cái túi đấy, mình sẽ cho các bạn xem. Tức là mình đặt một cái túi ở mạng trên mạng đúng cái cỡ như thế để mang về. Nó là cái túi xách ra phong cách châu Âu bình thường thôi. Thì để mình có thể đựng nhiều thứ như mình muốn hơn. Ví dụ như là cái khăn giấy này, rồi để mình lau. Bạn hình dung là trong từ sáng đến tối muộn, có thể đến 2 giờ học đến 2 giờ sáng, thì người ta rất là tiếc thời gian ấy. Ví dụ bây giờ mà đi ra ngoài lấy ít đồ uống, đồ ăn hay là đi vệ sinh ấy, mình sẽ bỏ lỡ một cái chi tiết đó rất hay trong bài học. Mọi người không muốn lỡ như thế thì mọi người sẽ chuẩn bị một số cái đồ ăn vặt sẵn có, khá là phong phú, những cái đồ vật dụng cá nhân cần thiết, bút sách. Thì mình cần một cái túi nó to hơn cái loại túi mình đang dùng. Mình có mấy cái túi nó đựng vừa khổ áo 4 nhưng lại quá to. Đó. Tiếp theo là mình cần chú ý như những vật bị cấm, như là outside food, beverage, vừa phân tích rồi, là cái đồ ăn và đồ uống bên ngoài, bottles, các loại chai, lọ, cans, coolers, cameras, rồi quy ước cái loại camera mà không quá 6 inches lens, là không quá 6 inch. Những cái thiết bị thu âm, tripods, những cái thiết bị quay phim cũng không được phép. Rồi fireworks là pháo hoa không được phép mang vào. Illegal substances, laser pointers, whistles, horns are the noise makers, là những cái thiết bị mà người ta hay dùng để tạo ra âm thanh ánh sáng, gây thu hút chú ý, nó làm phân tán tập trung, thì người ta đều liệt kê ra đây. Máy tính, computers, laptops cũng không được dùng. Đó, thì đây là cái hạng mục mà mình quan tâm nhất để mình chuẩn bị kỹ càng, và mình không muốn cái cảm giác là mình mang một cái túi đầy đồ mình thích đến đấy đấy, thế rồi người ta lại bắt mình phải vứt nó đi hoặc là mang nó về nhà, mình sẽ không có chỗ tủ đồ cho bạn. Thì tất cả những thông tin đấy sẽ được liệt kê trong cái form như thế. Tiếp theo là accommodations, là địa điểm để xem những cái properties. Properties chính là những cái nơi trốn mà bạn có thể ở, như khách sạn, căn hộ, nhà nghỉ quanh đấy. Và receive preferred rates, nhận được cái giá ưu đãi thì hãy thăm ghé vào cái trang web này. Rồi người ta ghi chú cả parking và transportation, là địa điểm đỗ xe và phương tiện đi lại như thế nào nữa. Thì tất cả là có cái link trang web bạn có thể đính kèm vào. Thì trên đây là mình hướng dẫn cho các bạn tiếng Anh thực tế qua một cái tài liệu thực tế mà mình đang dùng để chuẩn bị cho chuyến bay đi Mỹ sắp tới vào tháng sau để đi học. Mong là các bạn đã có thể trải nghiệm được một số điều thú vị trong một cái form thông dụng như thế này. Bình thường ấy, những cái sách chương trình mình thấy nó rất là thú vị, đó là nó thiết kế một cái chương trình cho bạn sẵn như thế và bạn học theo cái nội dung đó. Nhưng đây là cái tài liệu thực tế trong cuộc sống của mình lấy ra cho các bạn để các bạn thấy rằng tiếng Anh rất là gần gũi.